Tấn Lợi. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười sạch sẽ triệu like. Rung. Mới khen xong rung liền hả? Em là Lê Tấn Lợi, bao nhiêu tuổi? Em 23 tuổi. Quê đâu? Em ở Long An ạ. Sao rung? Không biết. Hai cái tay thẳng ra coi. Xé cái tay cũng nát. Đó rồi. Đứng hai chân dang rộng ra nữa. Đúng rồi. Ừ. Hít vô. Vẫn rung. Sao mà đi thi hại? Lên coi rung sao? Này là thách thức danh hài chứ không phải là tuyển phi công mà đo độ rung. Trời ơi trời, ở nhà có ai nói em hài hước không? Không. Bạn bè nó có nói em hài hước không? Em nhận thấy mình hài hước hả? Em lên đây em coi em rung sao à? Phan giấu cái dĩa bay của em á, trả liền cho nó về đúng cái nơi nó thuộc về. Em đang đi học hay làm gì? Em đang bán. Bán gì? bán gì? Bán nước. Bán cà phê hả? Không có, bán trà sữa. À, mở quán trà sữa bán hả? Dạ. Chủ hay là người bưng thôi? Hùng. Hùng. Rồi không rài lỗ chưa cưng? Trời mưa ế cũng chết luôn. Ế chứ, mưa mà ai uống? Đúng rồi, trời mưa ít người uống trà sữa lắm. Giờ sao mưa không chuyển bán lẩu đi? Có lẩu trà sữa à? Đúng rồi, có món lẩu trà sữa. Có, biết. Rồi bán đầu dưới quê hả? Dạ. Rồi lên đây bạn gì? Đi xe Honda lên. Đi một mình luôn? Đi với bạn em. Đi với bạn em, bạn em đâu? Đâu bạn em đâu? Mập lắm. Sao tự nhiên gái người ta chỉ con mập? Không, nhiều khi thân quá đó. Thân vợ quá em. Hả? Vợ em. Nhỏ đó thân hơn. Bị nó dọn về ở chung rồi. À, đêm nào cũng gặp nhỏ đó trơn. Hiện tại là có một quán trà sữa, có một người vợ, công việc ổn định đúng không? Có đứa con nào chưa? Mới đám hỏi à, chưa cưới à. Chưa cưới thì đâu có chắc đâu mà kêu dở. Nhiều khi phát thiệp còn giỡn nữa mà. Có không. Chắc lấy người ta không? Ừ, chắc lấy người ta không? Chắc. Không, kêu con mập là biết lấy rồi. Thiệt, kêu gì kêu bình thường là bình thường, gái nó tán vô mặt chứ đâu có để. Rồi cuối cùng là xong rồi đó, là đời em là trói buộc rồi đó hả? Là đời hết vui đúng không? Không biết nữa, anh xui. Là bữa nay làm gì vui cho tôi coi đây. Thấy nãy giờ thi là được rồi. Ông gan quá. Nãy giờ là tụi anh trò chuyện là với cái tâm thế là cởi mở. Dạ. Thì tụi anh cười trước khi tụi anh mà bắt đầu nghiêm là em thi tụi anh đâu cười. Dạ thi luôn à. Thi đi. À, thi luôn. Rồi mời bạn. Cái gì vậy? Nó thở đó, nó thở. Rồi chưa? Dạ. Bây giờ trước thi nói anh yêu em cái này cho nó dễ thi nè. Thôi. Sao vậy? Không thưa lắm. Giờ không hết yêu hả? Mắc cỡ luôn. Cảnh mắc cỡ. Gái tao mắc cỡ thôi. Gái tao mắc cỡ. Vì đàn ông mắc cỡ. Thôi. Mình đàn ông mình nói yêu phụ nữ đâu gì đâu mắc cỡ. Không nói là không yêu đó. Đúng. Anh yêu em hả? Anh yêu em hả là đang hỏi thôi. Anh yêu hả là hỏi. Nói là khẳng định không có hả. Nhìn thẳng vào cô ấy. Nói anh yêu em. Câu đó khó nói đúng không? Anh cho câu khác dễ hơn. Sao? Anh không thể sống thiếu mập. Anh không thể sống thiếu mập. Nhìn tôi chạy vậy nhìn bên kia kìa. Bây giờ nói lại câu khác vậy nói hơn. Nhìn thẳng với cô gái. Anh cần mập. Anh cần mập. Ừ đó vậy đó. Rồi về tối ăn cho mập vô. Dạ. Rồi. Trời ơi. Ông bước phía trước rồi ông thò ra sau ông bước tiếp. Rồi, hai tao thoải mái chưa? Rồi. Ừ, bung rồi đó. Rồi, tập trung và 60 giây. Bắt đầu. Chuyện xảy ra khi tôi đang ở trong một khu rừng. Dạ. Quân đã chiến thắng vang rồi. Thắng của chúng tôi đây, bản thân là tài giỏi. Thắng rồi đó.
triệu. Ăn rồi đó. Hai triệu. Trời ơi, ra giáo với vợ. Trời ơi, hai chồng đến đây mục đích khủng khiếp. Tất cả mục đích lộ rõ. Ghê thiệt, hai vợ chồng lén lút. Dễ sợ thiệt. Chắc vợ chỉ đạo quá. Tôi nghi vợ chỉ đạo. Không biết gì chứ. Không biết gì chứ. Vậy vấn đề này em tự nghĩ ra hết hả? Em tự nghĩ hay không? Hay không hả? Hay không hả? Tao mới cười xả dao nói hay không? Em bị vậy lâu chưa? Hả? Mặt nó cưng quá à, thiệt á. Anh cười là tại vì nãy giờ anh thấy em dễ thương. Và cái động tác xoay đó là anh nghĩ là những cái gì nãy giờ mình trò chuyện với nhau. Nên anh cười. Dư chấn. Ừ. Chứ không phải là vì cái câu chuyện nó có nãy giờ có gì. Chuyện chưa... trong khu rừng anh biết trong khu rừng nó đâu. Thôi mà kệ đi, vợ được 2 triệu rồi tiếp đi. Ừ. Tiếp đi lấy 10 triệu. Đang vui đó. Đang vui đó. Thì tiếp không bạn? Cười lắm á, anh đang cười đó. Thằng nó đang tập thể dục cái gì kìa. Bức bóng chân. Em làm rồi. Lại cái nãy nữa được không? Được, được. Rồi. Tiếp theo. Sau cái cú té rồi mà diễn. Phải té xong mới diễn. Thì để té nữa. Nó tốn thời gian trời ơi. Ta tao muốn té. Rồi, thi tiếp. Rồi chưa? Nữa không? Khoan anh. Nữa, giờ gật đầu rồi, cho rồi. Bây giờ lấy 10 triệu ngon hơn. 2 triệu còn ít lắm, lấy 10 triệu đi. Trời rung. 2 tiểu phẩm. Dạ. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Nãy nói gì quên rồi ta. Mười triệu. Cái này mới hài nè. Vì em biết sao không? Em chân thật. Em biết sao anh sẽ trở thành cười không? Cái kiểu đó. Ví dụ như anh Trấn Thành lên diễn là y chang vậy được. Nhưng một người bình thường không bao giờ diễn được. Bởi vì cái đó là cái thật. Chính xác. Tại vì em biết, ví dụ như anh Hoài Linh với anh Trường Giang, hay là anh ví dụ vậy, diễn cái đó là tụi anh dùng kỹ thuật biểu diễn. Và tụi anh biết là làm thật nhất để lừa khán giả, để họ cười. Đó là tụi anh hiểu nghề. Nhưng một người bình thường không bao giờ diễn được như vậy. Chỉ có những người thiệt sự là như vậy mới diễn được như vậy. Và ông trời nhiều khi cho em một cái số phận là số được của. Hiểu không? À, người ta cũng ra nói, người ta trật. Em ra em bẻ người, em hỉ mũi, em cười, rồi em chà mặt chà mày, hầu được 10 triệu. Âu cũng là hai chữ định mệnh. Nha. Rồi, bạn ơi. 10 triệu rồi. Trời ơi, dễ. Vòng sau là 20. Hỏi vợ coi là thi tiếp hay ngừng lại. Nếu em thi tiếp em được 20 triệu. Nhưng mà rớt rồi cái mất 10 triệu uổng lắm. Đúng rồi. Em cơ hội nó nhiều hơn là 10 triệu đồng. Mà nãy giờ chưa thi cái gì luôn. Nãy giờ chưa thi cái gì chưa luôn. Chưa thi cái gì luôn. Hiểu không? Nãy giờ có thi cái gì đâu. Mà biết không? Đang có duyên. Kiểu gì tao không cười á. Kiểu gì tao không cười chào má. Đang có duyên. Thiệt. Làm cái gì mình không phải té nữa tao cười nữa. Này anh nói em nè, anh là người rất khó cười mà em say cái anh cười liền. Đúng không? Em mà thua là về anh chửi em chết luôn. Ủa? Khoan. Cái này mình hỏi lại nè. Ai là người bắt em phải đi thi cuộc thi này? Em nói em đi thi cái đi theo vậy đó, chứ thua là anh chửi. Đi theo thua chửi, chửi mắc gì chửi người ta. Bán trà sữa ế chết luôn được 10 triệu không về. À, thế em chết luôn được 10 triệu mà không về. À, để làm gì? Thôi bây giờ tôi phỏng vấn cái cô áo vàng này. Cơ hội để bước vào gala để mang về 150 triệu đó là cái cơ hội về tiền bạc, còn cơ hội để tỏa sáng trên một sân khấu hoành tráng. Đó, cho nên bây giờ anh biết bán được một ly trà sữa thì lời được bao nhiêu đồng. Mà bao nhiêu ngàn ly trà sữa mới lời được 10 triệu đồng. Đúng không? Chửi cũng có cái lý của người ta chứ. Mà sao mắc cự vậy? Nhiều ta. Người ta cái gì? Nhiều nó tính vậy. Sao? Mà nói gì? Bao nhiêu trà sữa lời được bao nhiêu triệu? Nó tính được kêu không biết. Rồi bây giờ tôi hỏi bà vợ nè. Cái cơ hội bước vào vòng gala là cơ hội kiếm 150 triệu đồng. Đó là cơ hội để mà tỏa sáng. Và cái cơ hội gọi là nổi tiếng trong cái giới trà sữa là chỉ có một lần duy nhất, là ngay bây giờ. Tại sao lại chửi chồng mình? Cơ hội chỉ có một lần.
Em đâu có chửi đâu. Này là tố cáo Thu về chữ nó 10 triệu. Nó đó là bán trà sữa 10 triệu quá trời bán ế. Thấy bà chữ. Quay phim không dám nói gì đâu, về nhà mới nói. Được, bà trả lời đi, bà trả lời đi. Bà về nhà bỏ chữ người ta không? Không. Hứa đi. Hứa, giờ cho thi nữa không? Đi tiếp à. Tiếp kìa. Ta cổ võ rồi kìa. Lệnh bà đã ban xuống. Nhưng giờ em thi lại cái nãy nữa. Cái gì nữa? Tùy em, cái đó hoặc cái khác. Thấy cái nào vui làm. Em có một cái á. Nhưng mà hai cái giờ xuống cái nấu thách thế sợ. Cái miếng cái thứ hai là cười nữa. Là một cái nhưng mà diễn hai cái cười lắm. Ừ, dám chắc không? Thì bây giờ là hồi nãy là tới khúc nào hồi nãy chứ thành mình cười rồi ta. Thì té thì thôi à, làm gì đâu. Mới nói gì quên rồi. Thì vậy thôi đó. Đó là từ khúc đó. Rồi, em quên nữa là cười nữa mất công. Em quên nữa cười nữa mất công. Em anh có cảm giác như hụng, em mới đẻ ra hụng qua đó. Em không có biết cái gì trên trái đất này trơn. Ê, hỏi thiệt nha. Ví dụ sau đêm đám cưới rồi dắt vợ về phòng tối đó biết làm gì không? Ôm ngủ rồi làm gì? Đếm tiền ông nội, nghĩ gì á? À, đếm tiền cưới. Nhưng mà em đâu có được giữ tiền đâu. Sao biết? Sao biết? Bán trà sữa rồi nó giữ hết. Từ tháng được phát nhiêu? Ngày 50 ngàn. Ngày tháng 15 triệu nhiều chứ. Ngày 50 ngàn, tháng có 1,5 triệu. Tháng có 1,5 triệu. Trời ơi. Trời ơi, cái gì? Giờ thi nữa rớt cái chết. Em ơi. Dạ. Cứ suy nghĩ, bình tĩnh, quyết định thi tiếp hay ngừng lại. Không gì phải sợ hết. Thi tiếp. Thi tiếp. Rồi, 60 giây chuẩn bị. Và thời gian bắt đầu. Chuyện xảy ra cách đây 3 năm về trước, khi tôi đang bị lạc trong một khu rừng. Lúc đó tôi té vậy nè. Nó xàm không còn cái chỗ nào mà nói. Nó xàm đỉnh cao luôn thiệt. Ở mùa này, tới hiện tại giờ này em là thí sinh đầu tiên mà ba vòng mà chưa hết một nửa kịch bản. Thiệt á. Em là sinh vật lạ. Nha. Anh nói em là hàng hiếm triệu like. Trời ơi. Em ơi. Định nói gì nói đi. Thôi, gì nói đi. Tành đâu không nói gì đâu. Hai chục. Ê, bộ lúc nào lấy được tiền gì cũng báo cáo về vậy hả? Dâu cũng chửi nữa. Tôi có cảm giác á, bà vợ là bà lá xác hay gì vậy? Nhỏ này như muộn sim la, vợ gì cũng chửi. Nè, bây giờ bắt đầu điềm tĩnh lại nè, phân tích nè. Khát nước quá. Đây. Cơm bưng nước rót hai lần, hai chai luôn. Thôi sao trong ngày cưới. Rồi. Cơm bưng nước rót. Ủa đây. Rồi coi. Uống vô. Trời ơi, tim đập. Sao bụng bự vậy? Uống trà sữa ế riết bự hả? Làm sao? Ế thiệt. Ế thiệt. Rồi, nó có em tin anh đi nè. Sau cuộc thi này nguyên cái Long An nó xúm lại quán em nó uống, tin anh đi, nó thiệt. Thiệt. Bây giờ này mình phân tích nè, về sự phát triển của sự nghiệp trà sữa của em nè. Được. Cái quán hiện tại là một quán chưa có tên tuổi đúng không? Đúng. Nếu có tên, em... có tên. Có tên rồi. Tên gì nói luôn. Cai. Trà sữa biểu là uống mà kêu ta cay là không uống nữa hả? Cay là trời, bầu trời. Cay. Bởi tôi tưởng uống trà sữa biểu ta thèm không chịu. Cay là đừng uống nữa. Trời ơi, trà sữa cay là bầu trời. Ai đặt? Em, tại mới đầu là em bán ngoài đường á, ngoài vỉa hè. Ừ.
Rồi cái thấy trời, bầu trời cái thấy đặt bán ngoài trời, đặt tên cai luôn. Lãng ra. Đúng rồi, cũng có lý do. Bán ngoài trời thấy trời hoài, sky đặt cái tên để nhớ là mình đã từng lăn lộn ngoài lề đường. Hơn là ông bán trong mấy nhà, mấy trong mấy trong nhà đặt hiên. Hiên là gì vậy? Mấy hiên nội. Hiên hả? Hiên. À mấy hiên. Ông này giống như ông từ hành tinh đầu xuống vậy đó. Nè, bây giờ để tôi phân tích lại nè. Bây giờ nè, để tôi chưa phân tích được. Đường đời sự nghiệp nè, nghe. Hiện tại là quán trà sữa của em ở Long An là chưa nổi tiếng. Dạ. Đúng không? Chưa nhiều người biết, bởi vậy nó mới gọi là ế. Sau cú này, nếu dừng ở đây thì cũng nhiều người biết rồi. Nhưng mà nếu mà bước vào gala rồi và nhận được, ví dụ bây giờ mà em thi nữa, em được 40 triệu rồi 100 triệu nữa. Hồi thì, hả? Hồi. Sao hồi? Sao 100 triệu nổi? 40 còn dám đi chửi. Dữ lắm anh, tin thiệt, nó thiệt. Nhưng kiên quyết. Nè, coi nó hiền như nó dữ lắm. Em, mai mốt em phải anh tiếp ý của anh Giang. Cái quán trà sữa của em, người ta đến uống một là tò mò vì hot boy bán trà sữa đã nhận được giải thưởng lớn của chương trình. Cái thứ hai là người ta tò mò để em xây dựng một thương hiệu trà sữa chửi. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, người ta chỉ kéo ra đứng chửi. Kêu ra đứng chửi thôi. Hiểu không? Ừ. Kêu không? Kêu không? Khoái, khoái, khoái. Khách vừa tới đừng cho nói gì chân, ngồi im lặng. Kêu gì cũng đừng trả lời, quay hỏi gì muốn sao. Ừ rồi đó, vậy thôi là khách thích liền. Ê, chết luôn. Toàn bộ Long An và 12 tỉnh thành Đông Nam Bộ, toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long sẽ dồn về quán em. Tập trung tại quán em, chỗ đâu ngồi trà. Từ đó quán em sẽ không còn là trà sữa bình thường, em sẽ là trà sữa sân vườn. Thôi trà sữa chửi. Đúng. Mê, nó mê, 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 mê loại hình đó rồi. Em sẽ là trà sữa chửi. Bước ra từ thách thức danh hài. Đúng vậy, khủng khiếp. Một quán bao tất cả khách khứa của toàn bộ miền sông nước. Đó tất cả thu nhập tăng lên, em mua xe hơi, em đi giao trà sữa. Đúng vậy. Tới nơi, bấm chuông, két. Tuột kiến xuống, đẩy ly ra. Đây, thâu tiền, nhiêu? 15 ngàn. Bỏ vô. Nhẹ nhàng. Học mà một ngày bán 20 ly nha. Bán 20 ly, tiền xăng. Trăm mấy. Ừ, sao chưa? Chịu không? Em hỏi lần cuối ha. Hỏi lần cuối nè. Chơi không? Chơi không? Chơi chứ. Đúng hả? Nhưng mà anh có một cái đó đó. Anh Diễn không cười là mất là về. Chửi, đừng chửi, hứa đi. Bạn cứ quyết định đi ạ. Dạ, thôi giờ sao? Biết sao? Tiếp ha. Em, tiếp luôn. Nói bất chấp một phút không cười là nói tiếp. Nói bất chấp làm gì làm. Và đi tiếp là... à, em xin đi tiếp. Đi tiếp. Cẩn thận nha. Đừng phải ráng mới được. Hi. Đừng có gồng. Đừng có gồng chứ chứ. Đừng gồng hả? Cứ bình thường đi. Bình thường, bình thường. Hi. Vòng 4 là giám khảo sẽ khó khăn hơn đó nha. Chuẩn bị chưa? Nhanh nhanh. Và 60 giây bắt đầu. Đó, tôi té vậy đó. Rồi cái tôi bò vậy nè. Cái tôi thấy con rắn. Tôi sợ quá trời quá đất. Cái tôi ngồi dậy, tôi móc điện thoại ra, tôi gọi cho mẹ tôi. Thật ơi, không chịu bắt máy nữa. Trời ơi em ơi, mày duyên lạ, duyên lùng luôn thiệt á. Trời ơi, bây giờ tôi có tiền tôi sắm nhỏ này về nuôi liền thiệt á. Duyên khủng khiếp. Ngày cho hai ly chục. Mà ở đâu mà nó nghĩ ra cái chi tiết? Điểm. Điểm. Trời điểm, ơi, điểm. Để yên lâu. Để yên lâu. 4 giây. Trời ơi, không chịu bắt máy. Lần đầu tiên trong tất tức trên hài, một kịch bản xài 5 vòng chưa hết. À. Ê, nó nghe nè cưng. Dạ. Chơi vòng trăm không? Thôi, sợ quá. À. Nói em nghe nha, Trường Giang là rất ít cười. Mà giờ chạm tới cái dây điên của ta rồi. Khó dừng lại lắm em. Bây giờ với ông thừa thắng xông lên, con người hơn thua nhau là đúng thời điểm. Đúng. Trời ơi em ơi, tưởng tượng đi, 100 triệu cả đời em sao kiếm được. Một câu nói 60 triệu, nghĩ đi.
Bạn có hai lựa chọn nha. Bây giờ mình đi tiếp là lấy 100 triệu hoặc là ngừng ở đây để vào gala. Bây giờ nè, bây giờ để anh phân tích lại nè. Dạ, nữa hả? Nữa. Thiệt, đây phân tích nghiêm túc. Dạ. Hiện tại là 40 triệu. 2 năm trời, nếu bắt đầu sự ổn định mới kiếm được số tiền lời đó, chưa tính tiền lương hai vợ chồng. Là số tiền quá lớn. Mơ ước của một người bình thường không bao giờ kiếm được. Nghiêm túc. Ở dưới miền Tây anh biết, thu nhập đầu người nhiều khi một tháng 700 ngàn. Một tháng nhiều khi 700 ngàn một đầu người, mà chi phí cho 4 người con. Đó, em đang có một số tiền mơ ước. Nhưng hiện tại em đang được lợi thế là anh với Trấn Thành đang rất là thích và khán giả đây rất là hào hứng. Em làm cái gì cũng cửa chứ. Em bây giờ là ngôi sao đó. Nhưng mà cũng phải nhìn lại cho kỹ, số tiền 40 là số tiền lớn. Nhưng cái cơ hội kiếm 100 triệu bây giờ nó lớn hơn cái cơ hội đang có 40. Nãy giờ em xài một cái một, em có nói gì đâu. Nhưng mà cái khúc mắc cười thứ hai em xài luôn rồi đó. Nó nói alo, không bắt máy. Rồi xong rồi, giờ biết gì. À, gì em biết khúc đó khúc mắc cười luôn hả? Dạ, khúc đó mắc cười. Ghê à, alo. Ghê à. Mà giờ còn gì không? Quan trọng là còn gì không? Em phải biết là vậy nè. Nếu em còn cái khả năng em kiếm tiền cao đó, tại vì em thử em dùng cái sự suy nghĩ của em đi. Em cho đến giờ phút này là cái người làm cho khán giả trường quay cười rần rần mà cười mỏi miệng nhất tới bây giờ nha. Em là phải nói là sinh vật lạ đó. Kêu nghỉ cả kẹt. Ai? Mình là người chồng trong gia đình. Lên bà hạ lệnh nghỉ à? Mình là chồng, mình muốn gì vợ mà ý kiến sát bằng tay rồi. Quan trọng bây giờ còn cái gì không? Để em nhớ rồi nãy em diễn tới đâu à? Nghe điện thoại không hả? Nghe điện thoại hết rồi đó, tới đó cười rồi ông ơi. Sao áp lực ta làm chi vậy? Cứ để bạn quyết định nha. Bây giờ thi tiếp là cơ hội 100 triệu hoặc là ngừng lại 40 triệu bước vào đêm gala chinh phục 150 triệu. Còn miếng là còn cười, bảo đảm. Cứ còn miếng là còn cười. Tại bây giờ đang trong cái ga cười của anh với anh Trấn Thành. Ngày mai chưa chắc em mới làm anh cười được. Thiệt. Giờ làm sao? Để em nghĩ đi. Nhưng mà giờ em không biết em làm cái gì nữa. Anh chỉ em cái thì em làm vui đó. Anh chỉ em anh chỉ em và em làm anh biết trước cho anh cười. Hả? Còn không bao giờ vậy, anh gửi nè. Em mời vợ em lên đây. Đó, em làm gì làm. Thôi thôi, nó chửi, nó giỏi lắm. Thì để nó chửi thôi. Sao, em thấy sao? Nè, bây giờ anh chỉ em luôn nè. Em mời vợ em lên, em diễn lễ cảnh hồi xưa em cua vợ em sao. Vậy thôi đó. Em đừng có kể trước nha, đó anh em chỉ cần cua nó thôi là có chuyện làm rồi. Vậy thôi. Lên em. Em không cần nói, nhỏ áo vàng không cần nói. Để nó nói. Lên cưng. Chuyện nào cứ ra duyên cưới. Bây giờ là đây là tụi em sắp sửa trở thành cặp vợ chồng quyền lực nhất Long An. Thấy không? Nguyên một xứ đồng bằng sông Cửu Long sẽ nhớ tới tụi em. Bây giờ đây, đằng sau lưng người phụ nữ quyền lực cua bả như ngày đầu tiên. Giờ vậy em xin đi tiếp. Đi tiếp. Lớn á, trời lớn á. Tập trung nha, thoải mái. Chừng nào sẵn sàng rồi ra dấu hiệu. Tao không cười, tao thiệt thề mày luôn. Gồng. Gồng, gồng dễ tự lắm. Bình thường thôi, thả lỏng. Và 60 giây bắt đầu. Đi đó ngồi đi. Ủa mà mới cua không có ngồi chung. Em à.
nói cua không có ngồi chung. Em tôi muốn coi nó diễn dài hơn nên tôi ém lại. Bây giờ nó ém không được, bây giờ diễn thêm tí đi. Tôi đang muốn coi dài hơn. Coi như có tiền rồi, diễn thêm. Khát khúc muốn chết luôn, sao nói nổi. Chưa có cua mà anh cười rồi cua gì nữa. Nè, vừa diễn vũ, vừa diễn vũ. Em cũng khát. Trời đất ơi, hai phải tới đây xong mà dọn bàn ăn cơm luôn đi. Hai chồng mạnh đứa nào xin được xin hoài. Nước chùa hả? Hết giờ rồi kìa. Thôi giờ em mừng quá, không biết làm gì luôn nữa. Xàm không, toàn là xàm không. Thôi ngồi hoài vậy đi. Làm lễ, làm lễ. Rồi bấm giờ diễn lại từ đầu nha. Ui. Thôi sao diễn ăn rồi mà. Khoan, để anh nghe ban tổ chức thông báo. Dạ dạ. Ban tổ chức nói là phải diễn hết, còn không là không có trao giải đâu. Thôi trời. Thì bây giờ cứ diễn đi. Bắt đầu. Hồng ơi, đây là em đâu quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp họ sang của nhà cáo cửa rộng nên anh đắm anh sai anh to anh mong còn nhớ chê người cô em gái đang ngồi đó. Hai người cười rồi ngày hôi được rồi. Trời ơi bá đạo. Trời ơi, nó chịu hết nổi rồi, nó hung nhỏ kìa. Tối giờ có chửi không bà? Hồi ôi giờ nó về nó ôm nó hung rồi coi. Thôi bây giờ nè, tôi tức quá, cười sớm chi không chịu được nè. Ta ép là giờ. Ôm hoài vậy. Nhà cũng ôm nó hoài. Bởi vậy bắn ế không chết. Lại ôm bắn ế đúng không? Ôm ta không vô. Ôm ta không vô kìa. À, không ôm chịu không nổi. Không ôm chịu không nổi. Ôm khách không vô. Ở nhà là em ở nhà em ôm. Đây là trên sóng truyền hình, tất cả mọi người đang nhìn thấy tụi em. Vậy anh cắt khúc đó anh em. Bây giờ này, bây giờ cho tôi hỏi nè. Hồi xưa vì sao mà hai người gặp nhau và vì sao mà em tán tỉnh bạn gái rồi dính nhau? Đi đám cưới không? Em nói đi chung đám cưới. Cái sao ta mà nó phái em cái nên nó đang kể nó phái em cái xin số điện thoại của một bạn em, xin em cho số điện thoại cái em cua mà em cua lộn nhỏ bạn của nó. Xong rồi cái mới biết là nhỏ kia có ghệ rồi không dám nhắn tin nữa. Rồi sao gặp bả? Thì em đi chơi với thằng kia, cái thằng kia nó nói nhỏ này cũng phái mày lắm á. Cái cho lại số, đúng số của nhỏ này. Tối về nó quýnh nữa, nó chịu nữa. Tố nó đi, tố có vậy. Tiền dễ gì quýnh em. Đó, nghe không? Có tiền dễ gì quýnh. Hai đứa cưng quá tụi em ơi. Tụi em giống như là trời sinh cặp, người ta nói là cá mèo một lứa. Nó làm sao? Nó giỡn chứ, ghẹo á, ghẹo. Hai đứa dễ thương lắm, thấy không? Đứa không nói gì trơn, thằng kia nói hết trơn. Đứa kia không có nói, về tối chửi thôi. Cưng quá. Giờ có 100 triệu định làm cái gì? Làm cái gì giờ ta? Em cũng biết. Trả nợ. Nợ ai? Nợ gì? Em mượn nợ thằng bữa đám hỏi nó đó. Không có tiền, cái mượn nợ giờ về trả. Mượn nhiêu? Những 10 triệu mua vàng. Mà mẹ cho miếng bù vô mới buộc đủ vàng cưới. Bán trà sữa được nhiêu mà dám mượn 10 triệu mua vàng? Thì mượn vậy chứ không biết chừng nào có trả. Trời ơi, giang hồ gì thế giờ. Chết, đừng nghe đó, nhỏ chửi em chết à. Nhỏ cho mượn nợ á. À, nhỏ mượn nợ chữ. Ê, giờ có tiền còn dễ giàu gì chữ. Đâu dám giữ mình nữa. Giờ em đại gia rồi.
giờ có 100 triệu bán trà sữa nữa không? Bán chứ anh, trời ơi. Em trông lên, anh cho người ta biết quán. Bán sushi nữa. Ờ quên, có bán sushi nữa. Đẻ ra dễ sợ, mới lấy 100 triệu đẻ ra món thì bán. Mai bán bánh lan trứng muối nữa rồi. Không có, cũng có bán nhưng mà cũng ế nè, không giới thiệu. Cũng ế luôn hả? Ế sang bán gì cũng ế đâu vậy? Có biết đâu, đó bán ngoài vỉa hè thì ngày cũng kiếm được 200 ngàn. Mà mưa cái trốn vô nhà cái chết luôn. Cưng quá, hai đứa này nó cưng quá trời cưng. Em run quá, trao giải em vô. Em nè, em là vừa có duyên mà em rất là thông minh nữa. Em thông minh mà em gọi là lau cá luôn mà. Hiện tượng luôn thiệt á. Thiệt á, em à, là nó cưng ghê, nó thương vợ nó lắm. Hai đứa nó đụng cái gì đó nó hửi hửi hoài. Hửi vợ mà thường hửi là mấy cái con con gì? Mấy con người mà tình cảm người ta mới hửi nhau. Ừ, anh nói gì đâu, định chửi vậy đó. Đó hửi nữa. Rồi. Không cả cái đi. Tao đem về 100 triệu. Tài giỏi. Không cái. Cười đứng giỡn cười tới chèo cũng được. Mắc cỡ cười không vậy đó. Đó. Đâu ngậm miệng ra được đâu. Hôn nhỏ con cái đi. À. Rồi, giải thưởng 100 triệu. Đây. Dạ kính thưa công ty Điền Quân, cảm ơn anh Trấn Thành, anh Trường Giang đã cười em được 100 triệu. Em xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Em hứa, em hứa sao? Em hứa sau này em không dám. Ủa lộn, sao? Để xếp xuống. Em hứa. Hứa gì vậy? Em hứa sẽ làm quán trà sữa sau đó. Đổi tên gì đó đổi. Em sẽ là... thôi hot boy. Em sẽ là hot boy trà sữa. Em sẽ bán được trà sữa nhiều hơn. Ok. Lên coi rung sao mà thấy người ta lên người ta nói rung quá, chơi này chơi kia người ta nói rung thiệt, rung lắm. Dạ em rất là rung luôn, nhưng mà em làm cho hai anh giám khảo cười, em vừa vui mà vừa rung nữa, không biết nói sao nữa. Dạ thì thấy nhà cũng diễn, ai cũng cười, đi chơi chung với mấy bạn ai cũng cười, nói chuyện ai cũng cười hết nè. Nhưng mà mong từ chương trình này quán em sẽ bán được hơn ạ. Đúng rồi, anh tính nói. Dạ rồi, cảm ơn anh chị.